Hello, chào mừng các ông đã trở lại với cái video xàm lồn này. Tôi chắc chắn là các ông đang thắc mắc một điều là sao tôi mang khẩu trang như này đúng không? Đúng rồi ấy. Mang khẩu trang như thế khác gì ông mang xịt rồi ông để con cặc ra ngoài không? Quay lại với chủ đề chính, ở đây chúng ta nói về một vị thần hiện tượng mạng. Mà dường như ai cũng phải ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa khi nghe những lời dạy của anh ta. Và thường xuyên nói những câu mang tính chất triết lý, chỉ vì anh ấy là một nhà triết học quá xuất sắc, đến cả trước gaming còn chưa về làm video về anh ta. Khải tộc ấy, Khải Bảo Tố, Cơn Lốc Khải, Khải Cuồng Phong, Khải Do Cấp 13, Ông Tổ Bảo Tố, Khải Sơ Khai, Chúa Tể Bầu Trời Khải, Vĩ Thần Tóc Váy, Ông Vua Cơn Bão, Khải Tải Trọng, Khải là Khải,